Quý vị thân mến, một căn nhà đất mới xây sổ đỏ riêng chính chủ, mặt tiền rộng, giá trên 4 tỷ tại phố Láng Hạ, trung tâm quận Đông Đa sẽ là nội dung chính trong video của Thiện ngày hôm nay. Thông tin nhà đất trên kênh thì sẽ được cập nhật thường xuyên và liên tục. Quý cô bác anh chị em đang có nhu cầu tham khảo nhà đất Hà Nội thì đừng quên là nhấn đăng ký kênh và bật thông báo để xem các video nhà đất sớm nhất nha. Ngôi nhà mà ngày hôm nay quý vị xem được xây dựng trên diện tích thửa đất là 34,1m2 chính xác theo sổ đỏ Đây là diện tích sử dụng riêng trong nhà là mặt bằng tầng 1 Ngoài ra thì diện tích ngõ đi cũng được thể hiện đầy đủ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất Đây là góc nhìn chính diện mặt bằng tầng 1 của nhà mình ạ Kích thước chiều ngang của nhà là hơn 7m rất là thoáng cho ai thích sở hữu nhà có tầm nhìn tốt, view thoáng. Trên đất thì gia chủ đã xây dựng nhà ở riêng lẻ 5 tầng, có giấy tờ chuẩn chi. Nhà xây khung bê tông hiện đại, có tiện nghi và có đầy đủ các đường chờ cần thiết. Bên trong thì hiện đại nhưng mà mặt tiền bên ngoài thì trang trí ban công rồi màu sơn các thứ thì nó có nét tân cổ điển về cái công năng sử dụng của nhà là đầy đủ với ba phòng ngủ lớn ở các tầng là 4, 3 và 2 trên tầng 5 thì sẽ là phòng thờ riêng khu giặt và phơi riêng trên đó thì có setup chỗ để máy giặt và có mái che rồi gian bếp thì hiện tại đang bố trí là ở tầng 1 Đây là một căn nhà mới xây và chưa ở Nhà bán theo hiện trạng nên là đồ đạc trang bị trong nhà Thì đều là đồ mới và có gì thì tặng hết cho người mua luôn Tầng 1 như vị thấy là tủ bếp làm đẹp Tặng sẵn bếp điện, máy hút mùi Lên các tầng trên thì để... khu phụ sẽ có vách tắm kính và lắp đủ thiết bị vệ sinh à, Khu phụ sẽ có cả quạt thông gió và cả ô thoáng luôn hệ thống cầu thang như quý vị có xem thì toàn bộ là gỗ lim Nam Phi Bao gồm cả cái mặt bậc và tay vịn Trong này thì cửa thông phòng cũng vậy Ở các phòng ngủ thì là lát sàn gỗ công nghệ mới Còn tầng 1 và tầng 5 thì do điều kiện là tiếp xúc với nước hoặc là độ nóng lớn hơn Nên là họ làm nền gạch ạ Cảm nhận chung là vì nhà mỗi tầng một phòng thôi Nên là phòng rộng rãi Mặt tiền của thửa đất nó lại rộng tới hơn 7 mét Nên là chúng ta mở cửa sổ thoải mái cho phòng vệ sinh, phòng ngủ Ở đây nhìn ra thì view thoáng và nhiều ánh sáng tự nhiên Cả nhà và đất này hiện tại đang được chính chủ mong muốn chuyển nhượng đổi lấy trên 4 tỷ Giá cả thì thỏa thuận trực tiếp giữa bên bán và bên mua Gia chủ thì thiện trí bán ngay Nên là quý anh chị em cô bác nào mà cảm thấy phù hợp Thì có thể là đến làm việc sớm để nhận những cái ưu đãi về giá nha Đây, em thiện mời quý vị quan sát một trong bốn cái khu vụ của nhà mình Có đầy đủ bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh Bồn bẹt, lavabo, sen cây, vách tắm kính vân vân Tài sản nhà đất mà quý vị đang xem thì có địa chỉ tại con phố Láng Hạ thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Phố Láng Hạ thì là phố lớn cùng trục với giảng võ Lê Văn Lương. Nên là chúng ta đi vào sâu trong nội đô hay là đi ra ngoại thành thì đều thuận lợi. Xung quanh đây thì thuận tiện để lưu thông rất nhiều con phố. Tiêu biểu như là Thái Hà, Thái Thịnh, Vũ Ngọc Phan, Thành Công, đường Láng, Lê Văn Lương. Giảng Võ, La Thành, Hoàng Cầu, Huỳnh Thúc Kháng vân vân. Từ đây cũng di chuyển xuôi xuống khoảng 2 km là tới ngã tư Sở và di chuyển vào khoảng 5 km là tới khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. Em Thiện xin được tổng kết lại một số cái điểm chính, cái điểm đáng chú ý về căn nhà đất này để quý vị có thể đánh giá và chọn lựa như sau ạ. Diện tích sổ đỏ là 34,1m2 Sử dụng riêng Nhà mới xây 5 tầng Mặt tiền rộng hơn 7m Mới xây đẹp sổ đỏ vuông vắn Nhà chưa ở Ở đây có tiện nghi đầy đủ Xây dựng cơ bản và chắc chắn Trong nhà thì Bố trí hợp lý và đủ công năng sử dụng Và tặng kèm một số đồ đạc Giá nhà bao gồm cả đất và tài sản trên đất thì tổng là trên 4 tỷ. Cụ thể thì sẽ thương lượng đàm phán trực tiếp tùy cái thời hạn thanh toán của chúng ta. Vị trí địa lý của nhà thì nằm tại con phố Láng Hạ thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Để xem nhiều lựa chọn nhà đất Hà Nội phù hợp cũng như là chọn mua nhà đất giá tốt thì xin mời quý vị kết nối em thiện. Số máy là 0902 661 999 em thiện đất. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. À, đây đã là tầng 5 rồi. Em xin chào và xin hẹn gặp lại ở những bất động sản sau.